những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Quốc Trường bất ngờ hỏi cưới Miyu sau thời gian dài thả thính, tán tỉnh và hẹn hò. Chắc fan của hai người cũng nôn lắm rồi nè, trai tài gái sắc mà không đến bên nhau thì uổng phí lắm à nha. Sau nhiều lần phát hiện Quốc Trường và Miyu công khai thả thính, tán tỉnh hẹn hò nhau, thì mới đây chàng Vũ về nhà đi con còn không ngại hỏi cưới hot girl xinh đẹp. Mới đây Miyu lại tiếp tục công khai khoe dự án của Quốc Trường và kêu gọi mọi người ủng hộ cho anh. Tuy nhiên cũng có một số người bày tỏ tò mò bởi thỉnh thoảng lại thấy Miyu khen hoặc nói về Quốc Trường trên trang cá nhân, như thể rất thân thiết và có ý gì đặc biệt. Đáp lại lời người này, Miyu liền tắt tên Quốc Trường. Ngay lập tức nam diễn viên điển trai giải thích cũng khá dài dặt như nhiều lần, chỉ vì yêu quý nhau quá mà thôi. Thế nhưng mọi chuyện khiến cư dân mạng thích thú hơn khi ở những dòng comment tiếp theo, fan chụp lại được câu nói: hỏi cô ấy ân thì cưới liền của Quốc Trường, khi một người bạn gợi ý có thì cưới đi Trường ơi. Quốc Trường ngỏ ý hỏi cưới Miyu. Trước đó nam diễn viên còn ưu ái gọi hot girl Sài Thành là thần tiên tỷ tỷ. Miyu sau đó cũng phản hồi thính của Quốc Trường bằng việc khen ngợi anh trên trang cá nhân. Được dịp xoái ca về nhà đi con lập tức tấn công khi gọi Miyu là cô Long. Quốc Trường còn ngỏ ý muốn nàng hot girl sinh con cho mình, hay nhiều lần rủ rê anh qua đón em đi uống rượu. Cặp đôi đi ăn cùng nhóm bạn, Miyu được Quốc Trường khen ngợi nhiều lần. Cả hai tương tác thường xuyên trên mạng xã hội. Chưa kể cả hai cũng bị bắt gặp đi ăn uống trò chuyện cùng nhau sau những lần thả thính qua mạng xã hội. Trước loạt hành động đáng ngờ của cặp trai tài gái sắc, fan càng thêm hy vọng cả hai sớm công khai hẹn hò.